cô ấy tuyệt quá. Nhưng này, mình không còn tiền nữa, mình phải làm gì đây? Cháu, dừng lại, xin vui lòng cho sát vé. Cậu biết đấy, tớ từng có một cái biến ngay. Đây là vé của mình. Chào cậu. Thật thô lỗ. Mình biết phải làm gì. Rơi nè, ngày nào không là hắn thấy mất. Không bắt được tớ nha. Cuối cùng mình cũng có thể xem phim hả? Cứ từ từ, sai hướng rồi. Trần rồi. Ra khỏi đây coi. Tại sao điều này xảy ra với mình? Nhưng mình không có lựa chọn nào khác. Đây rồi nè, chọn việc thử xem nào. Bảo mẫu hả? Ok, trông cũng đơn giản mà. Nhìn đẹp đó, và có chút kỳ lạ. Xin lỗi hả? Gì vậy ta? Chào cưng, xin hãy chăm sóc con chị. Đây là tất cả các quy tắc. Ouch! Đọc hết cẩn thận nhé. Hả? Nhiều thế? Ừ, quan trọng lắm đó nha. Được rồi. Và cái này cũng thế. Chị ấy không nhìn. Tò mò quá, là để tôi môi nhỏ. Có vị nè. Dạ, chắc chắn rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mặc dù... mùi thơm quá. Nhưng có ngon không? Không, đừng đưa cho chị. Không, trả nó lại. Nhanh đi. Em muốn lắm luôn hả? Ok, chị có ý này. Đừng khóc nhóc con, chị hứa sẽ trả lại em cây son. Chị chỉ cần cải tiến một chút để an toàn hơn thôi. Hoàn hảo, và bây giờ hãy đóng băng nó. Tuyệt vời. Mình cần làm cho mình một cái trong lần tiếp theo. Đây rồi nhóc, chúc vui. Ôi trà, mùi khác ghê á. Nhưng vẫn ngon quá. Bây giờ là sô-cô-la. Mình yêu sô-cô-la lắm luôn. Họ rất vui vì em thích nó, đúng là một cậu bé ngoan. Xin chào lần nữa, vậy thằng nhóc thế nào? Cái gì cơ? Cháu đã làm gì với con cô thế? Hả? Ôi cha mẹ, son môi ngon quá. Cái gì son môi? Ôi, nó không phải là son môi thật đâu ạ. Nhưng, dù sao cũng cảm ơn chị. Có lẽ việc này không dành cho mình, tìm việc khác thôi. Thợ làm tóc ư? Chà, trông sang chảnh hơn á. Khách hàng đầu tiên, chắc vậy nhỉ? Ôi, cuối cùng, làm ơn giúp tớ. Ngày mai tôi có một cuộc họp quan trọng và mái tóc này. Đừng lo lắng, mình sẽ cố hết sức. Chỉ cần nằm đây và thư giãn. Được rồi. Đừng di chuyển nhiều, nếu không sẽ hơi đau đấy. Cái gì? Làm thôi nào. Bỏ đi nào, chúng mình không cần nó nữa. Cậu thích kiểu nào vậy? Vụ này thật đáng kinh ngạc. Thích thật đấy. Chắc chắn rồi. Đó là lý do tớ ở đây. Và giờ mình có thể sử dụng cái này. Thật sảng khoái. Nhưng mình cần để lại một ít cho khách hàng. Chuẩn, đây chính xác là những gì chúng ta cần. Vậy là xong rồi. Và giờ chúng ta cần thêm một số tông màu đặc sắc hơn. Ngay lên trên nè, của cậu đây khách yêu quý. Hả? Đó là gì? Có phải như mình nghĩ không? Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình hy vọng vậy. Thư giãn đi, tớ chuyên nghiệp mà. Vâng, ít nhất là hôm nay. Ôi, nhìn kìa, cậu thật tuyệt vời. Tuyệt vời quá đi, cảm ơn cậu rất nhiều. Bây giờ tớ cũng có thể. Hả? Nhưng đó là gì? Cái gì? Là snack, snack lỏng à? Cái gì? Cậu là mắc cà giống. Rất tiếc, không hoàn lại tiền đâu cưng. Xin lỗi. Ái chà, cái gì vậy trời? Cậu, đưa tớ tiền, nhanh đi. Cái gì? Cậu là ai? Mặc dù chắc mình phải quay lại lần nữa rồi. Thợ làm tóc mà bị cướp hả? Đúng vậy, chính là thứ mình cần. Bây giờ mình sẽ là cảnh sát. Ái chà, cảm thấy tuyệt vời quá. Biết gì không, cậu bị bắt. Gì vậy? Đưa tiền đây, không là tớ cướp đấy. Dừng lại. Được rồi, nếu cậu muốn chơi nó kiểu đó. Thả gậy xuống, nhanh. Đưa hết tiền đây cho tớ. Tất cả tiền luôn. Ngoan đó, vậy đây là dành cho mình. Đây là dành cho cậu. Tự đi còng cậu và cái gì đó chắc chắn đi. Vâng, còng tay. Cái gì đó chắc chắn. Mình cảm thấy rất không khỏe. Tất cả là tại cậu. Lần tới hãy suy nghĩ kỹ trước khi cướp ba cả dòng. Đỉnh của chóp. Này, cái gì cơ? Ở đâu? Bắn đi. Không thể thấy được. Rồi, mình thề là cậu sẽ phải trả giá cho việc này. Rồi. Và khi đó mình sẽ thử một công việc khác. Điều này thực sự thú vị. Đây có thể là một công việc mơ ước. Mặc dù mình không thích ở đây. Đây là nơi nào? Ôi, tiếng ồn đó là gì? Đây có phải là khách hàng mới của mình không? Có vẻ là vậy. Thế thì mình cần phải tìm ra chiếc răng của anh ấy. Hiểu rồi. Nhỏ xíu xiu luôn. Nhưng đừng lo nhé nhóc, rồi sẽ mọc lại thôi. Hẹn gặp lại sau. Hình như mình đã đánh thức thằng nhỏ. Đây đã, là chị ấy. Rằng em gái rồi, thấy không? Chị trả bao nhiêu tiền đấy? Cái gì? Em sẽ không nhận được gì đâu. Nhưng Ôi trời ơi, không thể chịu nổi. Im lặng giúp chị cứ coi.
Ngoan rồi đó, giờ để chị hóa phép một phát nào. Avada cơ. Ôi trời ơi, ý mình là Umbala. Đây rồi, sáng bóng, bắt lấy. Tò mò ghê, có phải vàng thật không? Nó có vị lạ. Ồ, vậy là nó ở bên trong à? Này là kẹo đây này. Ngon quá. Và nó tốn tiền, em biết đấy. Ôi trời, được rồi, chị cầm đi. Ngoan lắm, bây giờ mình có đủ tiền mình cần rồi. Và rồi, ôi trời, lại là cô ấy nữa. Đợi một chút. Mình đang hạnh phúc lắm luôn. Cảm ơn. Ồ, cục cưng ơi. Lại là cô ấy à, sao? Lần này cậu có vé không? Đưa đây nào. Tôi có tiền nè, ở đâu đây thôi. Ôi trời ơi. À, tội nghiệp quá, ra khỏi đây đi. Ôi không, mình muốn xem bộ phim này lắm. Nhưng đợi một chút, gì kia? Họ xăm hả? Được rồi, làm luôn nào. Ờ, đây là đâu? Thú vị đấy. Vào trong nào. Thật lạ lùng. Nhưng ai quan tâm chứ? Có gì tệ được đâu mà lót ra. Chào mọi người nhé. Ờ, cậu là ai? Đến đi, man. Thân thiện quá nhỉ. Không, không. Nói thật đấy, biến đi. Cậu đang vi phạm nhiều quy tắc. Ôi không. Ồ, mình còn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trang điểm. Trang điểm thế nào nhỉ? Nghĩ xem nào. Ồ, cái này được này. Lắc đầu, lắc đầu. Chúng ta có gì nào? À, ok đấy. Phải bôi toàn bộ khuôn mặt. Wow, ổn áp đấy. Tiếp theo, trang điểm mắt. Và bingo, thiếu gì ta? À, răng nanh. Ai trông giống mà cà rồng nào? Là anh đấy, baby. Ôi không, chả thấy gì. Có hải ở đây à? Ôi, đau quá. Ờ, để làm gì? Tuyệt. Ok, mục tiêu đầu tiên đã hoàn tất. Check. Tiếp theo, trang phục macaron. Bộ này không hợp. Nhưng mà mình đang đói. Mom, lại đây nào. Mình cần nhiên liệu. Ngon ngon ngon. Không, mày làm bẩn hết áo anh rồi, hot dog. Mình cần đồ sạch, càng sớm càng tốt. Hãy thử xem sao. Quá đơn điệu. Mình cần gì đó mạnh hơn. Dùng cái này được này. Đã đến lúc khéo tay hay làm. Xem đây. Tuyệt. Tuần lễ thời trang macaron tới đây. Gấp nó lại và chiêm ngưỡng kết quả thôi. Rất đẹp phải không nào? Thật tuyệt. Xương là màu đen mới. Oh yeah. Mình đỡ sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Do mình tưởng tượng ra thôi. Mình cần ngủ thêm. Trang phục, check. Muốn có thêm chút bling bling. Tìm ở đâu được ta? Xem nào. Hay là ở trong này? Mẹ mình hiện đại mà. Thấy cứ xào xào ấy. Thử cái khác. Đẹp hơn này. Nhưng không. Đã hợp hơn chưa? Nhưng không. Mình không nghĩ vậy. Mình có một ý tưởng. À ha. Làm việc đi kẹo. Nữa, nữa, nữa. Macaron thích máu nhỉ. Vậy thì cho họ thôi. Cứ tin ở tớ. Đúng thứ mình đã cần. Đổ nó vào trong túi này. Tiếp theo, chơi thôi. Chờ mà xem. Wow, tuyệt cú mèo.
Khô. Chắc ổn rồi đấy. Chiếc vòng cổ hoàn hảo. Ngầu bá cháy bỏ chết. Nhưng mình vẫn cần nữa. Dính chặt rồi. Mình đã tự dán nó vào tay. Găng tay. Chuẩn phong cách macaron. Xong. Nào, đồ dùng học tập. Nhiệm vụ tiếp theo. Một chiếc ba lô màu tím, hả? Mình muốn phong cách màu quái. Chuẩn đấy. Còn gì nữa? Biết rồi này. Lại đây nào. Tuyệt. 1, 2, 3, go. Mình sẽ quậy tung luôn. Một chú thỏ. Thế này đâu có ổn. Bánh bèo à? Được rồi. Chuẩn bài luôn. Tô màu đen là xong. Oh yeah. Ba lô con rơi này. Giờ chỉ cần dán nó lại. Hey. Trông ổn đấy chứ. Mình nghĩ mình có thể bay. Sách vở. Vậy là ổn hết rồi. Có chuyện gì vậy? Ôi không. Mình sẽ sửa nó sau. Mình có cần gì nữa không? Chắc là mình phải thay đổi cái này. Hả? Không ai được đọc cuốn sổ này. Ồ, cô cá. Chạy. Suýt thì ra quần. Toàn đến một cách bất ngờ thôi. Êu. À, biết rồi này. Phải che đi mới được. Tạm biệt Pony. Wow. Mà, che hết mọi thứ. Hay là màu xanh dương. Yeah, thử nào. Xong rồi. Đến kèo nóng. Nhưng dùng lại màu đen. Nữa. Cái gì đây? Đặt ở đây sẽ rất hợp. Ừng cái bụng quá đi. Hết sảy con 37. Oh, mình rất thích. Wow. Tắt đèn. Wow. Hả? Kiểm tra toán. Mình ghét đi học. Không. Anh đến cứu các em đây. Xin lỗi nha. Thực ra mình không cần cái này. Thiên tài. Mình có một ý tưởng. Mới vẽ luôn đó. Coi đây này. Giống y như thật luôn. Phải làm đủ các khớp xương nha. Chuẩn. Không cần mi nữa. Sống dậy nào. Lắc lư. Ngầu quá. Mà quái hơn nhiều ha. Wow. Xong. Mình sẽ mang cái này đến trường. Di chuyển thôi nào. Đầy đủ rồi. Trông tới có ngầu không? Có chứ. Được rồi. Chào cả nhà. Mọi người đâu cả rồi? Có chuyện gì vậy? Thật không thể tin nổi. Barbie, em đang làm gì ở đây? Sao thế? Hắn đã chọn một cô gái khác. Thế thì sao? Ừ thì mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua. Chào Barbie. Chào Ken. Đám cưới đẹp quá. Yeah. Barbie. Chào Ken. Ew. Anh thích macaron. Không
Không phải chứ, anh ấy là của tôi. Sao anh ấy lại làm như thế? Wow, mình bị kẹt rồi. Có ai giúp không? Rung rung. Oh, ba bề, cậu không sao chứ? Không, ta cần lột giáp. Dầu kem thích bạc ta dùng rồi. Oh, được thôi, tớ sẽ giúp cậu. Đầu tiên chúng ta cần tắm rửa cho cậu. Một ít kem đánh răng là đủ. Mela phải thoa nó khắp mặt cậu. Sau đó thêm kim tuyến để có độ sáng đặc trưng của macaron. Bây giờ massage mặt. Dễ chịu đúng không? Làm nó đi. Wow, cảm ơn. Không có chị. Mùi hơi kỳ. Ok, cậu cần tắm. 2 lít sữa là đủ. Đến giờ ăn ngũ cốc Barbie rồi. Thoải mái quá. Xong xuôi. Giờ cho cậu ít bong bóng nhé. Nhột quá. Cậu cần ngâm một chút. Xong, ngồi dậy được rồi. Được không vậy? Xem nào. Yeah, chuyện gì xảy ra ở đó thế? Cứ như có phù thủy vừa pha chế thuốc vậy. Yeah. Jimmy. Jimmy, chúng ta không có sữa. Sữa, món mình thích nhất. Còn thêm sô-cô-la chưa? Đừng mẹ ơi. Jimmy. Ôi không. Ngon quá. Suýt nữa thì tiêu. Chào Barbie. Wow. Ôi không, tớ xin lỗi. Ngay trên chất nhờn. Sẽ rất khó để gỡ đây. Được, tớ sẽ giúp cậu. Cứ bình tĩnh nhé. Sang chảnh ghê. Đừng hét lên nhé. Hả, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang cạo đầu tớ hả? Cậu có muốn chất nhờn dính trên tóc không? Chỉ là không cắt quá ngắn. Đừng làm quá lên thế. Tớ đang làm cho cậu một mái tóc giả. Dùng bộ dụng cụ may của bà. Dùng chỉ đen là chìa khóa để có kiểu tóc này. Tớ sẽ khâu vào từng sợi một, xem nó tự nhiên như này. Wow, làm tốt lắm. Cậu có thể thấy ma cà rồng cháy với phong cách này. Wow, cậu xinh ghê. Không cần cái này nữa. Xin lỗi. Yeah, đẹp quá. Nhìn trang phục của cậu. Cậu cần một chiếc váy mới. Cậu thích không? Nó không dễ thương. Sau này thì sao? Không có gì. Cậu không thể ra ngoài như này. Không được. Jimmy, mẹ có một bất ngờ cho con. Jimmy, đi đổ rác đi nhá. Cảm ơn con. Túi rác này màu đen. Nó giống đồ macaron. Hoàn hảo cho bộ váy của Papi. Đầu tiên mình sẽ trải nó ra như thế này. Sau đó gấp lại cho đến hết. Đảm bảo là nó phẳng nhé. Mình muốn cắt một đường cong dọc theo mép. Để khi mở ra nó sẽ có kiểu dễ thương. Chỉ cần làm phồng lên là thế là xong. Nhưng chưa xong đúng không? Ok. Những cậu búp bê Barbie này luôn tìm kiếm sự lung linh. Được thôi, tớ sẽ cho cậu sự lung linh. Cậu sẽ cần đeo kính râm khi tớ làm xong đấy. Một chai kim tuyến là tất cả những gì mình cần. Đến đây. Xong rồi. Wow, sáng quá. Chắc chắn tớ sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Nhưng quần áo thì sao? Một giây. Áo cho macaron có ngay. Yêu cầu của cậu đây. Thích quá. Một thứ nữa. Cô dâu không thể thiếu vải tuyên. Tớ sẽ để nó ngay trên váy. Cậu nghĩ sao? Cậu đúng là thiên tài. Cậu nên làm một ngôi nhà thời trang cho Barbie. Ai cần Prada khi đã có Jimmy chứ. Wow, cậu đẹp quá. Cậu muốn ăn không? Con yêu. Barbie. Chào mẹ. Mẹ sẽ để con một mình. Thằng bé giống bố quá.
Đơn giản là mẹ không hiểu. Chúng ta tới đâu rồi? Cậu là cô dâu xinh nhất. Giờ xem chúng ta còn thiếu gì nhé. Ồ, sắp xong rồi. Nhưng tớ muốn một bó hoa. Một bó hoa hư? Tớ có một ý tưởng. Không. Không. Cái này. Đó còn không phải hoa. Hả? Ồ, xin lỗi. Ồ. Có một bông hoa. Đừng lo, Barbie. Tớ sẽ lấy cho cậu. Này, của tớ mà. Của cậu đây, hả? Ờ, tớ biết thiếu gì rồi. Cái này. Cô dâu nào cũng cần một bó hoa đẹp. Ngồi đây. Bắt đầu nào. Dùng cái này. Ờ, cảm ơn. Nằm yên nhé, Barbie. Tớ sẽ làm bó hoa đẹp nhất quả đất. Một bó hợp với cô dâu Macaron. Xong rồi. Phải nói là thiên tài. Cho cậu này. Tớ muốn kết hôn ngay lập tức. Các cô gái chụp nè. À, chính xác. Của tớ mà. Xin lỗi các cô gái. Nó của cô ấy. Cho cậu này cưng. Sao cỡ. Đi thôi. Yeah. Xin lỗi. Tiếp theo là gì đây? Trông cậu cũng giống. Nhưng chưa hoàn toàn. Giờ cậu cần trang điểm. Bộ trang điểm bình thường không được đâu. Nên tớ sẽ dùng màu vẽ. Hả? À, thôi nào. Hết rồi. Chị mẹ có đồ ăn nhẹ cho con nè. Mẹ đã mua món con thích nhất. Mẹ yêu con. Cảm ơn mẹ. À, mình làm lộn xộn quá. Nó là cùng một màu. Nhưng không được đâu. Mình phải đập đắt ra. Thấy màu đỏ đẹp không? Đó là những gì chúng ta cần để trang điểm. Bắt đầu vẽ luôn nhé. Đến lúc lột xác rồi cưng. Tớ sẽ bắt đầu với môi. Dùng một cây cọ nhỏ là rất quan trọng. Chúng ta không muốn bị lem đâu, đúng không? Giờ đến mắt. Búp bê không cần kính áp tròng. Xong rồi. Wow. Tớ đã cảm thấy giống Bella Swan đấy. Cậu xinh quá. Nhưng cậu cần răng nanh nữa. Wow, nhiều kẹo cao su quá. Tớ sẽ dùng kẹo cao su màu trắng. Một giây. Tớ sẽ xong răng nanh cho cậu ngay thôi. Thấy không? Wow. Chưa xong đâu. Cậu cần một thứ cuối cùng. Mượn đôi ủng của Barbie kìa nhé. Tớ chắc cô ấy sẽ không biết đâu. Wow, vừa ý. Tất nhiên chân của tất cả Barbie đều bằng nhau. Giờ tớ đã sẵn sàng đi rồi. Kiểm tra lần cuối. Cậu đã sẵn sàng. Cậu sẽ cháy lắm đấy. Hả? Wow. Tớ nghe nói có một đám cưới trong thành phố. Cô dâu thật ở đây. Chào Ken. Trời, kẻ mạo danh nào đây? Cô dâu của tôi. Em thật xinh đẹp. Tôi đi đây. Xe đến rồi. Chúng ta đi nào. Ừ, yeah. Đi nào. Ồ, mình thực sự rất vui cho họ. Chán quá. Ha, bản đồ đến nhà bà xong. Mình phải đi đây. Chuẩn bị nàng tiên cá này. Nhanh thôi. Lợn. Nước mắt dễ chịu quá. Có ai thấy cá cưng của ta không? Ta thấy tốt không? Rất đáng yêu. Bạn nuôi cá. Đến chào nào. Tụi mình chơi cùng nhau nhé. Barbie của cậu không phải người đi cá. Đi chỗ khác mà chơi. Không, Barbie của mình. Xem họ làm gì em kìa. Chị sẽ biến em thành nàng tiên cá đẹp nhất. Hôi quá. Em cần phải đi tắm. Nhưng tìm nước ở đâu đây? À hả. Có rồi nè. Được rồi, nó nặng hơn mình nghĩ. Mấy bông hoa ngớ ngẩn này đang cản đường. Lấy xà phòng nào. Rất nhiều luôn. Hoa oải hương. Hoàn hảo. Mình cần có nước tắm bẩn ngay lập tức. Đẹp quá đi mất thôi. Giống như một tác phẩm xà phòng vậy. Và chẳng có gì đẹp đẽ về thứ bụi bẩn ở đây. Sẵn sàng tắm chưa nào? Em sẽ thích cho coi. Sẵn sàng.
đến lúc rồi. Và chúng ta sẽ lặn xuống. Chúng ta sẽ bật chế độ cao nhé. Vui quá đi mất. Có vẻ như chúng ta cần thêm bọt. Không thành vấn đề. Hãy nhìn kìa. Mình muốn cả căn phòng tràn ngập bong bóng. Bám chặt vào Barbie. Đủ rồi nè. Ôi trời. Vào sâu quá mà. Sạch sẽ chứ nè. Ôi trời đất. Đưa em ra ngoài đi. Wow, Barbie sạch sẽ rồi. Chúng ta bắt đầu chơi thôi. Xem nào. Em thơm lắm. Nhưng lại hơi đơn điệu. Có muốn chị làm cho em lộng lẫy hơn không? Ồ, biết rồi nè. Đi nào bạn gấu. Tớ rất cần bạn. Hoặc áo của bạn. Bạn không phiền phải không? Nhiệm vụ biến Barbie thành nàng tiên cá chính thức bắt đầu. Và ta sẽ bắt đầu với mái tóc đỏ. Nhưng cần phải lập kế hoạch cẩn thận. Quá trời mẫu này. Được rồi, có đây rồi. Kế hoạch hoàn hảo. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Làm tóc cho em trước vậy. Ok, phải chải tóc thật mượt. Tóc tai rối lắm luôn ý. Nó đã ở đó bao lâu rồi? Bỏ ra, bỏ ra. Nó thực sự mắc kẹt rồi. Ôi, ít nhất cũng bong ra rồi. Cùng với tóc của em. Tệ lắm không? Ôi, chị rất xin lỗi. Đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh thôi. Sẽ sớm xong thôi, đừng lo lắng. Ôi không. Đừng căng thẳng, chị sẽ sửa cho em. Tớ mượn cái này nhé. Đó chính xác là màu chúng ta cần. Nhưng được không ta? Khoan, còn những sợi nhỏ này thì sao? Chuẩn, con tóc rồi cả nhà ơi. Đúng thứ mình đang cần. Giờ thì gắn nó vào cái đầu chọc nè. Sẵn sàng. Ta-da. Giống như khâu cúc áo vậy đó. Em sẽ không thấy gì đâu. Mình còn khá nhiều việc phải làm. Xong rồi. Wow, mái tóc này phải đi quảng cáo rồi gọi. Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Và sau mái tóc đỏ là trang điểm. Mình sẽ trang điểm thế nào ta? Có nhai đấy. Nhưng mình đang thấy có cảm hứng. Đã nghĩ ra cách rồi. Lung linh nào. Mình sẽ dùng những viên đá nhỏ này. Nàng tiên cá luôn tỏa sáng lấp lánh. Xinh dã man. Bạn đã bao giờ thấy đường trên tóc đẹp vậy chưa? Tớ thì chưa. Tuyền của mèo. Mình có thể gạch nó khỏi danh sách. Trang điểm xong rồi cơ à. Đến bước thứ ba. Áo ngực nàng tiên cá. Ngồi xuống và ngắm cảnh đi. Này Savi. Jeremy, cậu giúp tớ nhé. Cậu hãy dùng vỏ sò làm áo ngực. Ý tưởng tuyệt vời. Tớ phải đi kiếm mới được. Chuẩn không cần chỉnh. Vừa đúng cỡ luôn nhé. Xong và xong. Sau số 3 là số 4. Đuôi màu xanh. Tìm ở đâu được bây giờ? Mình tìm kiếm bằng đôi mắt nhỏ. Xanh. Cần gì tiện hơn được cơ chứ. Cảm ơn nha. Đã đến lúc bào phô mai. Đồ bào đâu mất rồi? Savi. Con xin lỗi, nhưng con cần thứ này hơn mẹ. Thứ này tuyệt hơn mấy miếng phô mai nhiều. Wow, kim tuyến lấp lánh kìa. Vậy màu xanh lá cây nè, baby. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Ding 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 ding. Dùng được nè. Giúp nàng di chuyển thướt tha. Chị rất thích. Đẹp xỉu luôn. Hả? Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Một cái gì đó thật sang chảnh. Mình thích ngọc trai. Chúng đến từ biển phải không? Wow, xinh quá. Chúng ta đang đến rất gần rồi. Em xinh đẹp lộng lẫy. Quả là một màn lột xác đỉnh cao. Chẳng chắc chị mệt đến vậy. Hãy chơi trong bể khi chị nghỉ nhé. Chúc ngủ ngon. Biết gì chị là Barbie giống như em. Chà, muốn thì cũng được thôi. Ông mới là sư bùa. Xin xe là bình. Focus, focus.
trà thế giới. Mình ngủ như khúc gỗ. Chào Savvy. Cái gì? Em có thật. Vâng, bây giờ em sẽ giúp chị trở thành người cá. Bắt đầu từ bước này. Đợi chị một chút nha. Phương pháp rất thú vị, em có thích không? Hắn là đặt hàng một chú hề quá à. Kim Tuyến thì sao? Chị cứ tin tưởng em nhé. Được rồi. Wow, chị chưa bao giờ thấy đẹp thế này. Không có gì. Được rồi, công đoạn trang điểm đã xong. Mình phải chăm sóc mái tóc này. Chị rối nhiều quá nè. May là mình không có kế hoạch. Được rồi. Chị sẵn sàng chưa? Hình như mình trẻ quá mạnh. Không cần phải nói. Ai đó giúp tôi với. Làm nó quá bài. Ôi, chị có một ý tưởng. Tốt, mẹ đang ngủ. Chị đang vào. Được rồi, bye mẹ nha. Ai đó? Đây mới gọi là tóc của nàng tiên cá chứ. Nhỉ? Chị giống hệt em rồi. Thì gần giống. Chị còn thiếu gì nữa? Chị quên mất đôi chân con người của mình. Nhưng làm sao để có vậy? Thật ra rất đơn giản thôi. Làm toán đi. Tất nhiên rồi, nó rất đơn giản. Chuẩn bị nào Jeremy. Chị vào này. Được rồi. Hy vọng tớ cũng trở thành người cá. Sẵn sàng rồi. Wow. Nhưng hình như không có tác dụng với tớ. Ôi, chân của tớ đáng thay đổi. Wow, tớ là người cá rồi. Wow. Mình phải làm quen với những điều này. Được rồi, đi bơi thôi. Nước thế nào? Hoàn hảo luôn. Muốn bơi cùng chị không? Chị đang tìm người cá để cho cùng. Ôi, mình không biết mình đang ở trong vùng bắn nước. Quay không? Mất Barbie rồi. Cứu em. Hả? Đừng lo, chị sẽ giúp em. Wow, ngôi trường này thật điên rồ. Đây là lớp toán của mình phải không nhỉ? Ôi đồ. Mình không biết nữa. Được rồi. Chào mừng đến trường Macaron. Đúng đó rồi. Chào các bạn, tớ là Maya. Thì sao? Kìa, kỳ quá. Không ai thích mình cả. Tớ không nghĩ vậy đâu. Hiểu chứ? Cậu không biết quy tắc trang phục ở đây à? Wow, được rồi. Sẽ thay đổi. Bắt đầu với trang điểm. Nhưng mình hầu như không có gì. Để nghĩ xem. Da đầu của mình khô quá. Ôi, đúng đó rồi. Mình có một ý tưởng. Hãy để tuyết rơi. Đang là Giáng sinh. Hy vọng nó đủ trắng. Sự tái nhợt đến đây. Hy vọng là đủ. Nhìn được hơn rồi đấy. Có tác dụng thân này. Làm thêm nhé. Thấy đôi mắt đơn giản này không? Không còn đơn giản nữa. Màu đỏ máu cưng à. Còn môi. Răng nanh đẹp tuyệt vời. Dùng dạn đúng không? Mình cảm thấy ít giống người hơn rồi. Mình đang thấy thèm máu. Con yêu. Mẹ muốn gì? Ra khỏi đây đi. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ, con muốn bóng tối. Đừng làm mẹ sợ như vậy. Trang điểm đã xong. Tiếp theo, bộ đồ mới. Macaron mặc gì ta? Tự nhiên thấy đói quá. Cái hot dog này nhìn ngon ghê. Chúc ngon miệng. Xúc xích máu. Với cả tương cà nữa. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Ôi không, cái áo mình thích. Mình đúng là nuống lem nhem. Xem mình còn có gì nữa nhé. Có gì màu đen không ta? Không. Ê, trúng số rồi. Cái áo đen duy nhất của mình. Làm cho nó bắt mắt hơn nha. Thấy nó nhàm chán chưa? Mình có thể thay đổi. Với một chút thuốc tẩy. Mình cắn cả chai luôn. Được rồi nè, thế không? Cứ tiếp tục như thế. Wow, hoàn hảo luôn. Và cứ như vậy. Đây là chiếc áo rùng rợn nhất từng có. Và nhìn này, nó vừa như in luôn. Phong cách Macaron. Con yêu. Dạ mẹ. Không, nó còn lại ở bên trong. Mẹ cần kính.
Thật kỳ lạ. Mẹ ơi, là con thôi mà Maya. Ừ, vậy được rồi. Mẹ vẫn còn dối. Kệ đi, mẹ sẽ vượt qua mà. Mình đang làm rất tốt. Và tiếp theo, phụ kiện. Macaron thích gì nhỉ? Biết rồi, mình có đúng thứ cần thiết. Chào hồ phụ kiện. Cái này có được không nhỉ? Wow, trông mình đẹp quá. Nhưng nó quá dễ thương. Cái này thì sao? Cột tóc một bên và vòng tay nữa. Vẫn quá đáng yêu. Ok, còn châu cờ thì sao? Vừa đủ cá tính. Nhưng nó quá to so với mình. Không thể được. Mình sẽ không bao giờ có thể hình thành Macaron. Chỉ là con người ngu ngốc. Đợi chút, keo này có thể thay đổi mọi chuyện. Mình sẽ tự làm phụ kiện. Bắt đầu nào. Mình sẽ cần rất nhiều keo. Ý mình là cả chai luôn. Không ai cần nó đúng không? Tốt. Bây giờ là màu sắc Macaron. Như màu đỏ máu. Hoàn hảo. Làm cho máu me nhé. Ở đây trông như hiện trường vụ án vậy. Vậy có nghĩa là sắp xong rồi. Phần tiếp theo này hơi khó. Mình phải cho tất cả vào túi ni lông. Nhìn màu đẹp chứ nè. Wow, mưa rơi đây. Cứ phải gọi là hoàn hảo. Bạn có biết tớ đang làm gì không? Bạn sẽ biết sớm thôi. Tuyệt vời. Bây giờ chờ cho khô. Nhanh lên nào. Đủ khô chưa nhỉ? Oh yeah. Này, nó vừa y luôn. Đây là lý do chúng được gọi là chốc cờ. Xem nào. Chốc cờ đã xong. Nhìn cái gì đây? Mình không thể cử động cánh tay. Nó bị kẹt rồi. Ra đi. Đau quá à. Ôi trời. Đến đôi tất. Chà màu tím. Và tất lưới không bao giờ là quá nhiều. Nó dùng được nhiều ngày. Giày bốt nào. Trời, đôi này đỉnh quá. Nhìn đế kìa. Và mái tóc này thật hoàn hảo. Macaron né cưng. Yay, bạn có tin nổi không? Thêm một việc nữa đã xong. Đồ dùng học tập á. Thú vị đây, mình làm được nhiều ghê. Ba lô này cần trợ giúp. Không thành vấn đề. Chỉ cần một con nhện. Dễ hẹt. Nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Tất nhiên rồi. Mình có đúng thứ cần thiết. Giấy bìa đến cứu đây. Hãy sáng tạo nào. Mình phải suy nghĩ thật sáng tạo. Nhẹ nhàng ở các góc thôi. Đó, làm được rồi. Đây là phác thảo. Còn phải tô màu khá nhiều nữa. Nó đen đậm lên theo từng giây. Thấy không? Bây giờ chỉ cần cắt chúng ra. Ta-da, cánh rơi tuyệt vời. Bên kia. Đã làm bạn sợ chưa? Tốt, ý định là vậy đấy. Mình đã đáp ứng toàn bộ quy định về trang phục Macaron. Không thể quên đồ dùng học tập. Mình có cái ba lô dễ thương này để đựng tất cả. Nhưng quan, sao lại xảy ra chuyện này? Một lỗ thủng. Lỗi của mình. Mình sẽ xử lý nó sau. Mình vẫn đang mắc kẹt với đồ dùng học tập. Mình cần thêm đồ. Và cái này không hề được. Xem nó hồng và lấp lánh kìa. Mình cần làm cho nó rùng rợn lên. Nhưng làm sao đây? Phải suy nghĩ. Bụng mình, phải đi vệ sinh đã. Cả hơn rồi. Nhưng mình đã mang cả phòng tắm theo vậy. Mình ghét chuyện này. Nhưng có thể dùng cái này. Xem nào. Mình sẽ dán nó lên. May là mình có rất nhiều. Bây giờ đến phần hay đây. Một tấm bảng trắng đẹp. Tạm biệt màu hồng. Và trà màu xanh. Wow, đẹp quá. Quá đỉnh. Và đó là phần đế. Xem nào. Đợi chút, mình chưa xong đâu. Keo nóng đến cứu đây. Màu đen là hợp nhất. Thứ này tuyệt ghê. Dọn đường cho những điểm nhấn. Chiếc trông này đúng đẹp. Nó toát ra vẻ lịch lãm đáng sợ. Bạn đồng ý không? Một cuốn sổ hờ với Macaron. Đẹp ghê. Đèn á? Tắt đi. Wow, nhìn cái này nè. Đợi chút, kiểm tra toàn á. Ngày mai. Cách để phá hỏng niềm vui của mình. Không, mình đã làm gì vậy? Đúng là bút chì của mình. Gì cũng quên cho chuyện đó. Không, kinh khủng quá. Ít nhất nó không bị gãy. Mình đã cứu được nó. Nhưng nó vẫn hồng quá à. Có thể để mấy cái này ở đâu nữa nhỉ? Đợi đã.
câu trả lời ngay trước mặt. Mình có một ý tưởng. Xem này, bắt đầu làm thủ công thôi. Khó quá, khó quá. Quá nhiều xương trong một bàn tay. Nhưng mình đã vẽ đủ. Giờ là lúc làm cho nó thành 3D. Đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Giống trò ghép hình vậy. Một trò ghép hình rất rung rợn. Đã xong. Tớ thấy bạn đấy. Đùa thôi. Hãy để những chiếc xương này làm việc nhé. Giữ chặt. Nó đã sẵn sàng để đựng bút chì. Xong rồi. Đúng là nâng cấp. Wow. Một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Và nó sẽ đi cùng mình. Mình đã sẵn sàng đến trường. Đã làm hết mọi thứ trong danh sách. Mình đến đây. Còn đi học à? Hôn mẹ một cái nào. Mẹ ơi, con không muốn. Mẹ yêu con. Cảm ơn mẹ. Chúng lớn nhanh quá. Chào lại các bạn. Không phải chứ. Đó là cô gái mới đó sao? Rất vui được gặp lại các bạn. Xem này. Cô ấy có mấy thứ dễ thương quá à? Cậu lấy cái ba lô ở đâu vậy? Mấy cái răng nành đỉnh ghê. Cánh rơi. Không thể nào. Nhìn cô ấy kìa. Chào các bạn. Tớ mới đến. Sao cơ? Tóc đẹp quá. Còn tớ thì sao? Đây là tóc thật của cậu à? Ai cần mấy thứ này chứ? Tai đẹp hơn. Nào đi ăn trưa thôi. Tất cả đều công cốc sao? Mình ghét ở đây. Trường mới ngớ ngẩn. Đây là cái gì? Cưng cần thay đổi diện mạo. Mình phải lấy cuốn sách này. Nào không cắn đâu nhỉ? Sẽ có ngay. Rớt cả hàm rồi kìa. Cho đi cùng với. Rác biết la hết này, sao? Ở trong này giống trong hang động. Cậu có sao không? Để tôi giúp. Cảm ơn cậu nhiều. Hội vã. Này, tớ. Cậu không phải là ma cà rồng. Nhưng ai cũng muốn nhập hội với tụi mình đúng thế. Lại nữa sao? Thôi cởi áo choàng. Tất cả đều giả. Bước 1, hóa trang Halloween. Bước 2, răng nanh. Bước 3, nhiều keo vuốt tóc. Cách này không ổn. Chuyển sang kế hoạch B. Đầu tiên là trang điểm và làm tóc. Bắt chước phong cách của họ, tớ sẽ làm macaron. Bắt đầu thôi. Trời, mụn càng ngày càng to. Chờ một chút. Chọn cái này. À ha, phép màu sắp xuất hiện rồi. Làm đẹp giống như bộ môn nhảy dù vậy. Chúng ta chỉ cần có lực đẩy mà thôi. Cục này khá là ghê đấy. Nhưng là cục bự nhất. Cố lên nào. Ôi, eo ơi. Nhưng chờ một chút. Các bạn có nghĩ như yeah. Đây là một trong những khoảnh khắc gớm ghiếc nhất trong đời tớ. Dùng ngần này keo vuốt tóc à? À ha, bây giờ đến nguyên liệu bí mật. Shine bright like a diamond. Nhìn chưa được hấp dẫn lắm, nhưng chờ một chút. Ok, hỗn hợp đã hoàn thành. Chắc sẽ đẹp lắm đây. Hoa lên đầu thật đều. Boom, thêm điểm nhấn nhá này. Hai bên luôn. Màu đỏ này làm mình thấy đói ghê. Ui, nhưng vẫn còn mụn. Xử lý ngay thôi. Phấn rôm cho bé. Hiệu quả lắm nè. À ha. Đổ lên khắp mặt. Tớ là Soapay mới. Tuyết rơi đầy, tuyết rơi đầy, tuyết rơi đầy. Có cảm thấy không mụn ơi? Đây là... Hả? Có chuyện gì vậy? Wow, ra mặt tôi kìa. Đã đến lúc điển hình thành nữ siêu nhân. Bye, để xem nào. Trưng diện, chống nắng, ngồi máy tính, làm bài. Đã có người chiến thắng. Chống không sao. Cặp mắt đỏ của rồng. Và răng nanh mới. Xịn. Và việc thôi. Bùng. Hãy sáng lên nào. TikTok, tớ đến đây. Tớ sẽ săn mồi bằng cặp mắt sắc bén này. Wow. Tớ nhìn thế giới theo cách hoàn toàn khác. Đăng tải. Chuyện này vui đi chứ.
quần áo nè. Vậy quay nào. Oh, có một thứ này lúc nào tớ cũng muốn thử đeo. Quan sát tớ nè. Và một t-shirt sẽ phải hợp gu thời trang của tớ. Boom. Không, đôi này. Hoặc đôi này. Rất duyên dáng. Tớ có dây lưng đen theo phong cách Gothic. Và tất cả mới chỉ là khởi đầu. À, sẵn sàng rồi. Bạn có thấy máu mình sục sôi không? Mong là thế. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Phải đánh dấu lãnh thổ mới được. Nhìn giống y như thật phải không? Sau đó tớ nói cậu thuộc AB trừ mà. Có phải? Bạn có nghĩ? Hội vam sao? Mình đang mơ à? Chào mừng đến hội kín. Uống đi này. Uống đi. Nhưng tớ thấy không khát lắm. Ôi trời, tới đâu hay tới đó. Mình có mang túi bóng để nôn không nhỉ? Ngất xỉu. Có đứa hả? Chạy phố luôn. Chúc mừng cậu nhé. Tốt lắm. Cậu đã chính thức được nhập hội. Cứ mơ đi. Tớ chưa đồng ý. Đây là tướng ớt siêu cay. Đừng căng thẳng. Để vào hội, cậu phải vượt qua vài thử thách. Cậu qua vòng tương ớt, nhưng vòng thao túng tâm lý vẫn đang chờ cậu. Tầm nhìn tia X, bàn tay lạnh, làn da lấp lánh. Về mặt khoa học, mình có thể trở nên nhiều hơn khi mặc áo sơ mi Cartoon Network không? Ôi, đó là nhân đây rồi. Xem đây. Không, có lẽ là không thể đâu. Cậu ơi. Cậu vừa mới. Giờ, hành động như mèo. Hãy làm một chú mèo ngoan. Hướng tới là mèo. Mèo. Thấy chưa? Mèo. Mèo. Úi. Chuyện gì vậy? Đến là cậu đấy. Này. Gì? Cậu làm bài tập hộ tớ. Tự làm đi má. Cố lên đi, cậu đang làm tốt mà. Mẹ ơi, đừng xem nhé. Cầm lấy. Yeah, thành công rồi. Rất xuất sắc. Quen tôi nhé. Ôi, mình lại tỉnh quá. Hả? Cậu ấy đã thành công, nhưng sẽ không vượt qua vòng tầm nhìn tia X. Maya, làm mẫu đi, cậu sẽ thích phần này đấy. Trông tớ có giống nữ siêu nhân không? Mong là biên tập viên chỉnh sửa thật mượt thì nhìn mới chân thật. Chúng ta có gì nào? Giữ chặt túi vào, trường hợp này là bình hoa. Thấy không, kiếm tiền thật dễ. Ôi trời, tớ phải tìm gì? Hỏi hay lắm. Tớ sẽ giấu vòng cổ này. Không nhìn lén. Ôi không. Macaron khéo tay nè. Tớ đã giấu xong rồi. Này cậu. Tìm đi. Nội công thâm hậu. Mình làm được mà. Sao mà làm được chứ? Cho cậu ấy cơ hội, chờ xem. Tớ đây. Ôi. Ui. Cậu mang về quá trời kìa. Hả? Cái khỉ gì đây? Chờ tớ nhé. Điều khiển mới tay nhà mới này. Wow.
lấy điện thoại. Vòng cổ của tớ này. Ê, cậu ấy đã tìm thấy rồi. Chính thức nhập hội nhờ. Chúc mừng cậu nhé. Được rồi, hay là hôn chạm mũi được không? Tay lạnh. Bàn tay mình khá lạnh nhỉ. Ok. Tớ phải vào vệ sinh một lúc. Cậu ấy ổn chứ? Hạ nhiệt bàn tay nào. Chuẩn rồi. Bọn trẻ ngày nay. Bên dưới này đòi hỏi dũng cảm hơn xíu. Thực ra trường đá khá dễ chịu. Bây giờ mình đã cu ngầu rồi. Đã sẵn sàng. Có phải em... thôi kệ đi. Bắt tay nào. Ok. Cậu ấy thật đặc biệt. Cậu ấy xuất sắc vượt qua vòng này. Cậu rất xứng đáng được nhập hội. Déjà vu. Yay. Cậu phấn khích quá hả? Ôi thôi. Ý là tại con mèo ấy. Nó tiểu tiện không kiểm soát đấy mà. Không ngờ một chút nào. Ngượng chín mặt luôn ấy. Nhưng mọi việc đều đi theo kế hoạch ban đầu cả. Đói bụng quá. Tỏi tươi. Thuốc kháng sinh tự nhiên. Ngon xỉu. Khoan, có phải hai đang ăn tỏi đấy? Cậu ta. Bắt tại trận nhá. Này, mình đã có đầy đủ bằng chứng. Mình sẽ đi mét Maya. Hả? Ôi không. Maya, Maya, cậu phải xem gì? Cái này. Tớ chẳng thấy cái gì cả. Hả? Ôi, là sao? Tớ không hiểu. Chẳng có gì, cậu bảo tớ xem gì? Cậu phải hiểu vấn đề chứ. Ơi, lại đây, lại đây đi. Không, muốn cái gì vậy? Tất cả đi ra ngoài, đến tiết thể dục rồi. Sao cũng được. Đợi tớ đeo cặp đã. Cậu có đi với tụi này không? Tớ phải thay quần áo đã. Ôi, suýt thì lộ rồi. Phải tạo làn da lấp lánh. Yay! Keo kim tuyến. Chuẩn không cần chỉnh. Đây là món quà từ vũ trụ. Nhưng mình phải thật nhanh tay. Các bé đừng bắt chước chị. Các em không muốn đi gặp bác sĩ da liễu đâu. Yay! Tớ chẳng thích trời nắng chút nào. Nắng đổ mồ hôi. Các em đứng dậy nào. Bắt đầu tập. Bắt đầu tập. Cô bé kia đâu rồi? Hả? Hãy đeo kính râm vào. Vì các cậu đang nhìn thẳng vào mặt trời. Cậu đang đùa tớ hả? Wow, nhìn tớ tuyệt quá. Tớ sẽ không dùng cái này nữa. Hãy đeo kính râm vào. Dừng lại. Nè, cậu ấy đã chính thức vượt qua vòng cuối. Chúng ta là một hội. Nhưng còn một việc nữa. Thể hiện sức mạnh đi. Cậu ấy thừa sức nhá, phải không? Tất nhiên. Yay. Tạ nhẹ thôi mà, tạ nhẹ. Đợi tớ xíu. Tớ cần tính toán một chút. Một con số tròn chị ạ. Hãy xem tớ đây. Không làm được. Thôi đâu. Thôi đi mà. Các cậu. Cô toàn nói những cái chỉ trích tớ. Nhìn này, tớ chính là Asgardian. Tớ là vận động viên với sức mạnh khủng khiếp. Tớ là ma cà rồng vô địch nâng tạ. Tớ nâng tạ mãi cũng được. Đợi tớ với. Ta-da. Hả? Mọi người đi đâu cả rồi? Mình khỏe quá. Đỉnh của chó. Ma cà rồng thực thụ đây. Đừng nói là mỗi ngày ăn một quả táo không lo phải đi gặp bác sĩ. Răng này. Này Violet. Chắc
cậu ấy đau lắm. Mình sẽ giúp cậu ấy. Violet, cậu đang... Đánh giá. Kêu siêu dính. Ôi, rồi ạ. Cậu, cái đồ dối trá. Ôi không, tớ đã tin cậu. Buffy, có ở đây không? Tớ có sao. Violet, tớ cũng không muốn làm ma cà rồng nữa đâu. Cậu chắc chứ? Cứ làm đi. Được rồi. Cậu cần chần chừ gì nữa? Được thôi. Cậu đã đánh thức nữ hoàng bóng tối rồi. Cậu bé ngon lành đâu nhỉ? Xin đừng ăn não tớ. Này, tớ không phải xác sống đầu óc. Xin đừng ăn. Băng cá nhân cho cậu nè. Lần sau cẩn thận nhé. Cảm ơn. Chờ đã. Cậu làm sao điện thoại? Ôi trời, ảnh làn da cháy khét lên. Wow, cậu ấy thật xinh đẹp. Cậu đang làm gì đấy? Cái đầu lập dị. Người đâu mà xinh thế? Công chúa bóng đêm kìa. Ghét thì cứ ghét thôi. Vợ tương lai của mình. Ai thế kia? Này, anh có gì cho em hả? Vẫn mát lạnh luôn, baby. Lại còn hữu cơ nữa chứ. Lạ quá, kiểm tra mới được. Tên này làm mình bực. Cái quả tại cái gì mà sách? Okidoki. Cái đầu điên cùng. Tôi sẽ để mắt đến cậu đấy. Tớ muốn hỏi về đồ uống của cậu. Không bình luận. Bình tĩnh. Nước ép cà chua thôi mà. Nước ép. Tớ lại tưởng là sao bàn tay cậu lạnh thế? Xin lỗi, tôi phải đi đây. Lạ lắm. Mình phải theo dõi cậu ấy. Một sách là thám tử đỉnh nhất. Cậu ấy đang làm gì? Dám theo dõi mình, phải tỏ ra bình thường thôi. Lại kẹt rồi. Ôi, vụng về quá. Sửa rẽ ở thôi mà. Đó. Sao mà khỏe vậy? Đến gần nhìn cho rõ nào. Gương ơi ngựa ở trên tường, ai xinh đẹp vậy? Tất nhiên là mình. Trời đất quỷ thần ơi. Hả? Ai đó? Thôi kệ đi. Sẽ thì lộ. Mà chờ một chút. Thám tử Aji nhận một vụ án mới. Bí mật của nàng Emily. Cậu ấy giấu gì nhỉ? Ok, đi tìm sự thật nào. Emily siêu nhanh giống như Sonic. Mắt cậu ấy đỏ ngầu đáng sợ. Đồ uống rất đáng ngờ. Cậu ấy khỏe như hớt. Bàn tay lạnh hơn Elsa. Emily's Avenger mới sao? Mau nghĩ xem nào. Emily là mà cả giống con gái của Dracula. Nhưng sao lại thế được? Mình sẽ tìm hiểu. Mình có cơ sở dữ liệu chuẩn xác nhất. Đúng cuốn sách này. Mình sẽ tìm hiểu về Macaron. Ôi trời. Bàn tay Emily lạnh như băng. Anh White Talon còn chẳng lạnh bằng nữa. Chắc chắn không phải là nước cà chua. Giờ mình đã biết mọi chuyện. Cuốn sách. Chào cậu. Ôi trời. Cậu đã làm gì hả? Xin cậu, tớ chưa làm gì cả. Đừng. Xin cậu trả tớ ra. Dừng lại. Ai đó gọi cảnh sát Macaron đi. Để cậu ấy yên. Em đánh đấm như con người. Đừng hòng trốn em. Anh đấm đi này. Có chừng tốc độ báo đố của em. Em làm gì vậy? Không phải chuyện của anh nhóc. Không sao, không sao, không sao. Có ai ở nhà không? Cậu có sao không? Không sao. Tốt, bye nhá. Cậu ấy tuyệt vời quá. Giá mà cậu ấy phải lòng mình. Mình biết. Phải gây ấn tượng mới được. Trai tôi thì mấy hấp dẫn hơn mà. Mình muốn trở thành trai tôi. Thử xem nào. Không đúng cỡ, thầy là vậy. Thử bộ nào ngang tàng chút. Áo sơ mi đen là chuẩn nhất. Ups, mình là một con sói. Úi giời, mình là tập gym thôi. Quần jean cũng đen. Dây chuyền cũng đen cho Macaron. Thêm vòng tay nữa là xong.
ai là Sarah nào? Bước cuối cùng. Wow, mình có thể gia nhập vào gia đình Adams luôn đấy. Sẵn sàng rồi này. Archie Macaron đây. Và ta khao khát đam mê. Xin chào công chúa. Hi, nhìn cậu ngầu quá. Trông tớ giống Macaron chưa? Cậu có muốn làm thật không? Có. Để tớ làm cho. Sức mạnh của mình. Cậu đang làm gì vậy? Cảm ơn. Bye. Mình không còn là Macaron nữa. Ô đầu tôi. Wow. Ôi. Ôi không. Chảy máu nè. Au. Bữa sáng tới rồi. Hello Emily. Tớ muốn bạn. Bạn mở vết thương của cậu bằng gạt. Ê, ổn thật rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Cảm ơn hoàng tử hắc ám. Đáng yêu quá đi. Cuộc thi Halloween. Mình nên tham gia cuộc thi Halloween để khiến cậu ấy chú ý. Oh, xí tiền quen đám cờ rồi. Ra quan cà rồng của mình đang trỗi dậy. Tớ đến đây. Hả? Mình vẫn còn nguyên vẹn sao? Cậu ổn không thấy? Ổn. Lại đây. Tớ phải đi rồi. Cảm ơn. Cậu ấy ngầu quá. Hoàng tử nhợt nhạt thế rồi. Này. Chào Timmy. Chào. Cái gì vậy? Là nữ ngát quả chua thôi. Thử đi. Quả chua. Để tớ giúp cậu. Tay cậu ấm thật đấy, cảm ơn. Tại hôm nay lạnh quá, tớ phải đi đây. Lạ lùng thật sự. Đến lúc kết nối dữ kiện rồi. Giải đáp bí ẩn này thôi. Tớ là thám tử vĩ đại nhất thế giới chứ. Không phải tên người rơi đâu. Đây là ai? Uống máu. Da lạnh. Siêu sức mạnh. Mắt đỏ. Siêu tốc độ. Để xem như vậy nghĩa là sao. Ok. Mình hiểu rồi. Chính là Macaron. Mình phải làm gì đó thôi. Được rồi. Mình nhìn bằng đôi mắt lờ đờ. Thứ gì bắt trường đầu học. Bằng chữ M. Hạ cánh nhẹ nhàng phết. Chứ sao nữa. Mang sách cũ đến thư viện. Cảm giác như có ai đang theo dõi tụi mình. Tớ là cái cây thôi. Đi nào. Phù, phải đuổi theo lẹ. Lại đi học. Tớ đói lắm rồi. Tớ cũng thế. Có ai không? Gì đấy? Lại với chế nào. Nào. Không. Đổ phá đám kia. Biên. Cấm cậu đấy. Ủa rồi. Đợi đi. Này. Emily. Đừng lại gần. Emily, thôi nào. Tớ thích cậu. Nhưng mà tớ là Macaron. Tớ biết nhưng mà. Tớ sẵn sàng. Cậu chắc chứ? Ừ. Sẽ hơi nhói đó nhỉ. Làm cái gì vậy mấy má?
đâu có. Mà kệ đi. Ngày mai có tiệc tớ nhé. Ok. Hầm dã man.